cái việc mà đánh phá công an quân đội đó là nó nằm trong cái chiến lược chia rẽ công an quân đội với nhân dân, giữa công an quân đội với đảng nhà nước, chia rẽ rất nhiều cái bình luận, bài viết rồi những cái clip, đặc biệt là cái vụ mà em Đô đã viết, nó gây chia rẽ, nó xuyên tạc khủng khiếp. Đó là một trong những cái gọi là cái bài bài để nó thực hiện ý hòa bình thôi, nó gây chia rẽ. Ở cái trường hợp như cái cụ già đó, mình chỉ đặt câu hỏi cho tụi nó là nếu cụ già đó là bà nội hay bà ngoại tụi nó thì tụi nó nghĩ sao, Đúng rồi. đúng không anh? Nếu Đúng. bà nội hay bà ngoại tụi nó, mà nếu chiến sĩ công an nó không cổng thì nó có phải nó chửi cha chửi chửi cả họ nhà người ta không, đúng không anh? Đó, bởi Đúng. vì cái loại đó không thể chấp nhận. Mình chỉ đặt cái câu hỏi ngược, ví dụ mà đứa nào nói, mình đặt câu hỏi nếu người đó là bà nội hay bà ngoại của tụi bay, thì tụi bay có nhận xét như vậy không, có bình luận như vậy không, không biết nó sẽ trả lời như thế nào, đúng không? Cái vấn đề cái hình ảnh thì mình nói cũng trao đổi để hiểu nhân cái nhân phẩm, cái nhân cách của cái tổ chống phá này nó như thế nào. Và có một cái vấn đề này liên quan tới nước Mỹ mà rất quan tâm, và không biết việc An Nhiên là một Việt kiều sống bên đó thì An Nhiên sẽ suy nghĩ như thế nào. Đó, vấn đề này nó không phải là mới của nước Mỹ, nhưng mà vừa rồi An Nhiên biết là cái vụ xả súng ở như Florida làm chết 5 người Việt và một người bị thương nặng không? Nhưng có nghe, có đọc báo À, đài và có nghe cái tin có tức đó. nghĩa là có đúng không? Có cái thông tin đó rồi, ok. Bây giờ đó là một cái nói về xả súng mà giết người hàng loạt thì nước Mỹ là cái chuyện thường ngày như cơm bữa, nó không gì lạ hết. Nhưng mà hôm nay mình muốn nói ở đây đó là cái vụ xả súng đó nó lại giết 5 người Việt và một người khác bị thương nặng, thì là một người Việt, đặc biệt là cái bọn mình hay gọi là tập trung biểu tình á, nó nghĩ như thế nào đó. Tại sao nó không biểu tình, tập trung lại biểu tình đề nghị chính phủ Mỹ phải kiểm soát chặt chẽ súng đạn, hoặc là thậm chí là bỏ cái gọi là cái việc mua bán súng tự do, bởi vì nó đem lại hệ lụy rất xấu cho xã hội, cho tính mạng con người. Tại sao tụi nó không tập trung lại, tụi nó biểu Chắc tình chắn nó là làm tụi cái nó việc sẽ có không ích dám đó, làm rồi. Chắc thì chắn đó là họ không dám làm. Và còn một vụ nữa, Nam Phong tự nhiên quên tên cái ông cảnh sát mà cái vụ vừa rồi ngày 20 tháng 1 đó, lúc mà 20 tháng 1 lúc ở ở trong tòa Bạch Ốc đó, thì cái ông cảnh sát đó đi cùng với lại đoàn người biểu tình vô trong cái tòa Bạch Ốc lúc mà ngày mà biểu tình vậy. chuyển giao chức vụ cho ông Joe Biden đó, nhớ không? Nhớ Thì nhớ bây giờ là tuyên cái đó án, là tuyên án ông rồi Capitol. trong trong cái trong trong cái Capitol đó, thì vừa rồi là chuẩn bị tuyên án ông đó, thì ông đã làm coi như là cái người này hình như là ba mấy 40 tuổi thôi, cỡ đó thôi, cũng là một người thanh niên thôi, cũng làm cảnh sát cho nước Mỹ cũng cũng khá lâu. Nhưng mà nếu như sau khi tuyên án rồi á, thì Nam Phong có biết là tất cả mọi thành tích của cái người cảnh sát này sẽ bị mất trắng hết toàn bộ, và sau này sẽ không còn được hưởng bất kỳ một cái quyền lợi nào, kể cả cái tiền mà về hưu sau này luôn. Đó, sẽ bị tuyên phạt án ở tù, nghe nói là cũng hình như là vài năm hay vài chục năm lận gì đó, rồi bồi thường. Rồi coi như là khi mà đã thụ án rồi thì cái người này sẽ bị ảnh hưởng tới điểm, ảnh hưởng tới cái tín dụng, đúng không? Là người này sẽ không còn là một người công dân tốt nữa, người này sẽ bị gọi là đưa vô điểm xấu rồi đó, và người này sẽ không còn được hưởng những cái quyền lợi, bao nhiêu công lao, bao nhiêu cái sự đóng góp của người này cho nước Mỹ đó, mất trắng hết, không còn gì hết. Vậy thì tại sao không có được
cái sự biểu tình lấy lại cái sự công bằng cho người này, trong khi người này chỉ là tham gia, chỉ tham gia vào giống như là vô tình, là ông ta chỉ là anh ta chỉ đi tham gia giống như là nói về cái chính kiến của mình là ủng hộ ông Trump rồi không không muốn cái người tổng thống mới gì đó, thì đó là cũng là một trong những cái sự chính kiến của người dân. Nhưng mà nước Mỹ nó là freedom for speech, có nghĩa là tự do ngôn luận, tự do có thể tự do nói, tự do chính kiến. Nhưng mà cái người này muốn nói lên cái chính kiến của họ, tại vì họ là một cái sắc tộc khác, cho nên là cái anh chàng này phải bị tuyên án, phải bị tuyên án. Vậy thì nó có cái, đúng là đưa vào sổ đen đó chị, cảm ơn chị. Nó có cái nhân văn và có tình người cho cái người này hay không, đúng không? Cái này là giống như là Nhiên tự phân nhiên biệt thật nhiên nhiên quên tên cái ông cái người này rồi, tên cái gì, tên gì nhiên quên rồi. Chị Bích Liên tìm hiểu tên người này và có thể bỏ lên tên của người này cho mọi người biết giùm em nha chị Bích Liên, cảm ơn chị nhiều. thì mình mới 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 dẫn chứng ở đây rất nhiều cái mặt trái của xã hội Mỹ, mà cần người dân họ họ lên tiếng, đúng không? Thì trong đó dân trong trong số đó thì có ai, có những kẻ gọi là người Mỹ gốc Việt mà hay biểu tình chống phá Việt Nam, Nhưng biểu mà chính tình bản đó thân gọi họ là nó họ không có lấy lại công đúng bằng rồi, cho họ. Việt Nam đâu có cần những kẻ đó biểu tình, toàn là xuyên tạc bịa đặt, Việt Nam không cần. Mà cái quyền lợi của họ ở ngay trên nước Mỹ bị xâm phạm, tại sao họ không biểu tình để đòi lại cái quyền lợi đó? Thì cái vụ Mà cái mà vụ ông việc gì này, Andrew Đỗ bị chửi ở ngoài, không? Ông nghị viên gì đó bị thằng Mỹ trắng nó chửi là gì, Andrew Đỗ, Andrew Đỗ, Andrew Đỗ ký sinh trùng đó, là gọi là ký sinh, cái gọi ông sùng ta là ký cộng sinh sản, trùng đúng đó. không? Thì đó, nó là những Mà cái Nam đó. Phong có biết là cái điểm khác biệt ở đây nữa là Nam Phong, xin lỗi Nam Phong cho An Nhiên chia sẻ một cái điều này, là cái điểm khác biệt đối với tù nhân Mỹ và tù nhân Việt Nam, thì cái người này sau khi thụ án rồi sẽ đi vào sổ đen và sẽ mất hết mọi quyền lợi công dân ha. Nhưng đối với người người ở Việt Nam mình, khi vô trong cái cuộc sống vô tình phạm vi phạm pháp luật và phạm tội như vậy, và sau khi thụ án ra rồi, thì cái người này, cái người mà thụ án xong họ ra khỏi tù rồi, họ về lại với lại cuộc sống bình thường, thì họ, đúng rồi chị, hình như là tâm phạm phạm đình tâm phạm đình tân nghĩa, đúng rồi chị, cảm ơn chị, đúng rồi, cảnh sát gốc Việt ở Houston, dạ cảm ơn chị, đúng rồi, đúng là cái người này. Thì cái sự khác biệt đó là một người đã từng phạm tội rồi ở Việt Nam mình, nhưng sau khi ra khỏi tù thì người đó vẫn được cái sự chào đón của chính quyền, của lối xóm, của bà con, và tạo công ăn việc làm cho người đó, để người đó đứng lên làm lại cuộc đời, không có giống như ở bên Mỹ nha Nam Phong. Cho dù người này, thân thế người này, cả cuộc đời người này có làm bao nhiêu việc tốt cho nước Mỹ, nhưng một khi đã bị án rồi thì người này sẽ mất trắng Mất toàn bộ, và sau khi thụ án xong người này ra, người này sẽ không còn được quyền công dân nào cả, và người này đi xin việc làm rất là khó khăn, sẽ không ai nhận, dám nhận cái người này vào làm, có nghĩa là người này sẽ mất trắng cả cuộc đời của họ, và họ khó có thể đứng vững lên trong những ngày nó tháng nghe cuối đời của họ. Nhưng ở Việt Nam mình lại nhân văn hơn cái điểm này. ở Việt Nam mình á, Mỹ thì Việt mình không Nam có mình rành có lắm về cơ vấn hội đề, để hoàn lương, đúng. đúng rồi, mình không rành nó vấn đề thì An Nhiên để chia sẻ, vì An Nhiên ở nước Mỹ nhiều năm, còn riêng ở Việt Nam mình á, mình xin chia sẻ như là tội phạm không có tội thì ở đâu phải 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 đánh đổi. Khi mà anh phạm tội thì đương nhiên anh phải đối mặt với án tù là đương nhiên rồi, và ở nước nào cũng vậy, đó là pháp luật. Nhưng mà chúng ta khi mà ra tù thì
rõ ràng chúng ta có tạo rất là tạo điều kiện cho họ công ăn việc làm. Mà vừa rồi nhân cái vụ mà drama của chị Hằng á, thì mình mới thấy được một cái clip cách đây 11 năm của chị Hằng Đại Nam này. Ủng hộ cái quỹ doanh nhân vì cái người hoàng cái người mà sau khi ra tù gọi là ở Đồng Nai nha, thì chị ủng hộ là 88,5 tỷ đó, có nghĩa là cái quỹ này do ở Đồng Nai họ thành lập, Tạo công những ăn người việc doanh làm nhân cho Đồng những Nai người của bà hoàn lương. đó thành lập ra đóng vô đó, tất nhiên là riêng chị hàng 8,5 tỷ thì các cái doanh nhân ở trong tỉnh Đồng Nai là còn còn có thể là con số rất lớn, tại Đồng Nai cũng là một cái tỉnh giàu nhiều doanh nghiệp. Thì công an Đồng Nai họ thành lập cái quỹ đó để cho những người đi tù ra được vay vốn, được hỗ trợ, được giải quyết việc làm. Đó đó là trong Và những một trong những cái mà xã hội Việt Nam họ làm được, và nó thể hiện cái tính nhân văn đối với những người đã từng lầm lỡ, những người đã từng phạm tội mà biết đúng rồi, cải tạo quỹ tốt, hoàn lương giúp cho trở những về người với phạm cộng đồng. tội làm lại cuộc đời. Đúng rồi. Đó. Thì chúng ta thấy đó là một trong, và tất nhiên cái đó là cái quỹ thôi. Còn lại ở địa phương thì họ sẽ có những cái chính sách. Chính sách ở đây là chúng ta nó là cái cao hơn. Cái quỹ thì đó là cái xã hội hóa thôi. Còn chính sách thì họ sẽ có những cái chính sách để giúp cho những người trở về. Đó. Bởi vì sao Nhưng khi mà mà mình làm cái cái vay vốn đó không tính tiền lãi nha Nam Phong, không lấy tiền lãi của họ, không 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 lấy không tiền lời, không thậm chí họ giúp theo theo như biết luôn á, là chứ không không lấy tiền lời, theo như biết không lấy tiền không lời, không đúng rồi, nhưng mà họ phải có trách nhiệm trả lại cái số vốn đó đó, để chi, để cho họ anh khỏi cái này á, là cho họ vay với điều với cái mục đích gì, để cho họ có trách nhiệm lao động kiếm lại số đúng vốn rồi. và trả lại số vốn đó để cho những người khác nữa họ sẽ làm việc, và họ sẽ làm như vậy để cho họ có trách nhiệm với bản thân và họ có cái động lực cho bản thân của họ nữa. À, hình như là nhiên nghe nói là cái số vốn vay cho họ vay không tính tiền lãi đó, họ làm và họ sẽ trả lại. Ở đây mình cũng chia sẻ thêm, có nghĩa là khi mà họ thụ án tù, họ ở trong tù không có nghĩa là họ bị nhốt suốt ngày đâu. Ở trong tù họ sẽ có dạy việc làm như anh nhiên, làm mộc, Đúng đúng làm rồi, lúa, những dạy cái việc làm mộc, đó làm thợ sẽ hàn, được làm đủ thứ, sẽ thay theo bằng thùa. sẽ được làm được, và họ có cái nghề luôn. Ở trong tù họ họ sẽ giành được những công việc đó, và khi ra tù họ có nhu cầu họ vay một cái vốn ít ít, họ họ làm họ mở cái chỗ nhỏ nhỏ để họ sống, thì chắc chắn là họ sẽ được toại nguyện cái việc đó. Đó. Cho nên Còn bên là Mỹ chúng không ta có, tính bên Mỹ đó, có nghĩa mà là vậy là trái mất ngược lại hết. với chế độ, có nghĩa là chúng ta tạo điều kiện cho họ không quay trở lại con đường lầm lỡ tù tội nữa. Còn trừ mình Nhưng nói mà là xã trừ hội lại trừ giang những cái tay. kẻ nó là chuyên nghiệp, trừ những cái kẻ nó Cái không biết thay điều đổi, nó phạm tội chuyên nghiệp thì nó sẽ vào tù ra tội nhiều lần, nhưng mà cái xiết đó là thiểu số thôi, còn đa số Nhưng họ mà khi mà Nam Phong biết tù rồi là Nam Phong biết là An Nhiên cảm thấy rất là thấm cái điều này, có nghĩa là tâm đắc cái điều này là những người tội phạm đi ra đó họ không bị ghẻ lạnh, không bị cái nhìn ghẻ lạnh của người đời dành cho họ, mà là họ lại lại được chính quyền địa phương đến hỏi thăm ha. Khi họ về tới nhà, chính quyền địa phương đến hỏi thăm rồi á, tư vấn họ đó, tư vấn họ làm việc đó, rồi lối xóm vẫn chào đón họ. Họ không có bị sự ghẻ lạnh, nhưng đâu đó chắc cũng có một vài trường hợp thôi, nhưng mà không nhiều, nhưng mà đa phần là sự xa vắng lâu ngày, thì khi họ quay trở về lại với lối xóm bà con thì người ta chào đón họ, người ta dang rộng vòng tay chào đón họ. Đó là một cái sự động viên dành cho họ để họ có thể làm lại từ đầu, làm lại cuộc đời của họ, trở thành một con người lương thiện. Còn bên Mỹ không có. được. Bên Mỹ không có điều này. Bên Mỹ là đi ra khỏi rồi, không có điểm credit. Đó, trở thành một con người bị ghi vào sổ đen giống như chị Liên nói đó. Đó, đó là bị ghi vào sổ đen, bên này gọi là bad credit đó. Đó, thì người đó sẽ mất trắng tất cả và đi xin việc làm, thậm chí á, là xin vào những chỗ như nhà hàng này nọ cũng vậy nữa, cũng bị
khước từ cái hồ sơ và làm cho con người này trở thành một cái sự bế tắc và thay đổi cả luôn Và cả cuộc đời và tính nết của họ luôn. trở Đó, thành cái người khác sống nhau bên ở điểm lề của xã đó. hội, Ừ. họ không có hòa nhập được, không có điều Đúng. kiện để hòa nhập với cộng đồng, với xã hội, cho nên họ trở thành cái phần thừa sống bên lề xã hội. Ở Việt Ừ. Nam thì chúng ta luôn cố gắng tái hòa nhập cộng đồng cho những người như vậy, những người đã từng tội lầm lỗi đó. Vừa rồi 2 tháng 9 chúng ta coi cái thời sự, chúng ta đưa tin là sau khi mà đặc xá của chủ tịch nước cho rất nhiều phạm nhân sắp về nước mà, thì đó khi mà dịch như đang chỉ thị 16 ngăn cấm như vậy, xe của trại giam họ đưa về tận nhà, chở phạm nhân về tận nhà, tận quê đó, rồi gia đình Ừ. ra ôm con cái rồi ra ôm khóc nhớ mà. Nói chứ người thân mình Ừ. dù gì cũng là thịt, có phạm tội hay gì đối với người ngoài, nhưng mà trong gia đình đó là máu mủ, cho nên là khi về họ cảm động lắm, khóc. Thì chúng ta thấy đó là những cái mà động lực để cho những người phạm tội họ quay đầu, họ trở lại với gia đình, với xã hội, với làng xóm, họ cống hiến. Đó là Nói vậy cái thì chế độ cho thấy cộng điều sản, gì? Vậy họ thì cho nhân ta thấy văn, điều về điều gì? Sự nhân văn của chế độ cộng sản chính xác. mà những kẻ chống phá đất nước Việt Nam đang sống tại Mỹ, họ họ xuyên tạc và họ không thấy được những cái điều đó. Có thể họ thấy chứ, nhưng mà họ vẫn thích xuyên tạc, đúng không Nam Phong? Họ vẫn thích xuyên tạc. Và cũng có Bản một số chất nó là người xuyên họ tạc ngu rồi đó. muội. Ừ, và có một số người họ họ thật sự ngu muội nữa, chứ không phải là họ không biết đó, có phải là họ biết, có một số người họ thật sự ngu muội, họ không thể nhìn ra được cái điều đó. Đó, cho nên là họ mới bị dắt mũi, những cái sự ngu muội đó họ mới bị dắt mũi và họ chống, tiếp tục chống phá cho đến khi mà một vài trường hợp cá biệt về được về, về tới Việt Nam và chứng kiến những cái sự phát triển của đất nước mình rồi, thì họ mới có một cái suy nghĩ lại. Nhưng mà cái trường hợp đó thì hy vọng là sẽ còn có nhiều hơn nữa, đúng không? Nhưng mà chúng ta chỉ là hy vọng, và chúng ta luôn nghị quyết 36 thì luôn dành cho những thành phần đó, để mà chi, để cho họ có cơ hội nhìn lại Việt Nam và nhìn lại những tháng ngày qua họ đấu tranh chống phá đất nước Việt Nam mình, cuối cùng họ được gì, và họ có được cái sự gọi là tha thứ của nhân dân Việt Nam mình hay không, mặc dù họ đã rất là khốn nạn với lại đất nước mình. Cha mẹ luôn chào đón cái vòng tay, luôn dang rộng vòng tay chào đón, nhưng mà coi lại cái lương tâm Các của quý mẹ, vị nữa, đúng không Đăng Phong? cái câu này rất là khá ấn tượng. Khi mà chủ tịch nước Trương Tấn Sang đợt mà đi qua thăm nước Mỹ đó, ông phát biểu một câu rất là dân dã, đó là đất mẹ Việt Nam luôn dang vòng tay chào đón cho những người con lầm lỗi, chứ không bao giờ trách móc nếu họ biết quay đầu. Chúng ta không bao Chính xác. giờ gọi là thù hằn hay trách móc họ cái chuyện ngày xưa. Chúng ta lên đây chúng ta chỉ nói tới những cái kẻ gọi là đã sai lầm nhưng mà nối tiếp sai lầm, chống phá một cách là gọi là ngu xuẩn và cực đoan. Chứ còn ví dụ như nhiều người ngày xưa là họ tham gia chế độ cũ không phải là vì họ muốn, cái chế độ cũ nó khác, cái việc mà tham gia đi lính khác ở ngoài Bắc, là ở ngoài Bắc họ đi một cách tự nguyện xung phong đó, nó vì lý tưởng. Còn ở trong miền Nam là gì, bắt quân dịch, họ không muốn đi cũng phải đi, tới tuổi là phải đi rồi, không có tiền lo ở nhà chắc chắn phải đi. Và đối với họ cái việc mà đi đó đó là bị bắt, bị ép. Thế nên là sau khi hòa bình thì họ quay về là cái chuyện mình, họ cũng là nạn nhân thôi, đúng không? Nạn nhân của cái chế độ tay sai, cho nên là họ thật sự mà nói họ cũng cũng 5 tháng nó trôi dần đi, thì cái việc mà mặc cảm, cái việc mà tội lỗi hay gì đó của quá khứ thì họ sẽ cũng dần quên, và chúng ta cũng chẳng bao giờ đào xới lại, chẳng bao giờ nhắc lại, trừ khi những cái kẻ đó nó luôn nhắc lại
đó, nó luôn đem một cái ngày quốc thận nó ra, nó nói 30 tháng 4 là cái gì, nó là quốc thận ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rồi ngày này ngày kia để nó đem lịch sử ra, nó xuyên tạc, nó bị đặt, thì chúng ta phải lên tiếng, Thì Nam đúng Phong không? thấy cái trường hợp của vị cảnh của cái ông cảnh sát viên gốc Việt ở Houston Phạm Đình Tâm đó, Nam Phong thấy đó một hành động rất là bình thường và nhỏ của cái người đó, giống như là cũng chỉ là đi theo chân của những người Mỹ đi vô trong Capitol để mà thể hiện cái chính kiến của mình là họ là ủng hộ ông Trump rồi thôi vậy đó. Nhưng mà cái giá phải trả của người này quá đắt, ghép vào cái tội gọi là muốn gọi là tội phản động đó, muốn lật đổ chính quyền hay là phản động luôn vậy đó, thì Mỹ, tòa án của Mỹ á, là phán tội cái ông này là như vậy đó. Vậy thì chúng ta nhìn lại những nhà dân chủ cùi ở Việt Nam mình, những cái hành động của những người đó rất là nặng đối với cái ông cảnh sát Phạm Phạm Đình Tâm này đó. Thì Nam Phong thấy đó, cái hành động của người này cũng là chỉ là bộc phát trong cái ngày đó thôi, cái ngày mà chuyển giao chức vụ tổng thống thôi, đúng không? Thật ra là cái anh này cũng chưa có cái sự tính toán gì cả. Ừ, thấy người ta đi biểu tình thì mình cũng gọi là hiếu kỳ đi biểu tình thôi đó. Nhưng mà bây giờ Mỹ, tòa án Mỹ phán tội cái ông này là có thể là vào cái tội gọi là phản động, chống phá đất nước, rồi lật đổ Đợt chính đó quyền này là nọ đó, thấy không? Đó, quy cho cái tội khủng bố đó, khủng bố thì đó, tội thì vậy thì vậy thì đó bị nặng những á. người dân chủ cùi ở Việt Nam mình làm rất là việc nhiều, việc khốn nạn với đất nước Việt Nam mình rất là nhiều đó, và an ninh mạng Việt Nam luôn luôn cho họ cơ hội để hoàn lương. Không phải là an ninh mạng không biết, đúng không Đăng Phong? Nhưng mà họ Chính xác, cho biết cơ hết hội chứ. để hoàn lương đó, cho cơ hội để mà quay đầu, thì các vị nên suy nghĩ và quay đầu là bờ trước khi quá muộn. Trước khi luật pháp ở bên Mỹ rất là chặt, các anh chị nhìn thấy đi, các anh chị nghĩ là luật pháp ở Việt Nam chặt chẽ đúng không? Các anh chị nghĩ như vậy, nhưng mà tôi thấy ở Việt Nam rất là nhân văn. Nam Phong, Không, nãy nhìn thấy Việt Nam rất nhân văn và cho người dân rất là nhiều cơ hội, nhưng bên Mỹ họ không cho cơ hội nào cả. Họ không cho cơ hội nào cả và họ kỵ thị sắc tộc rõ ràng. Cái trường hợp này là kỵ thị chắc sắc tộc. Tại vì cái anh cảnh sát viên này là người Việt Nam. Nhưng bao nhiêu người cái ngày hôm đó, bao nhiêu người Mỹ trắng đủ thứ sắc tộc khác hàng đi ngàn. vào Capitol, nhưng mà những người kia lại không bị tội giống như vậy. Nhưng mà cái anh chàng này lại xui bị dính vào cái tội đó. Thấy không? Có nghĩa là họ kỵ thị Họ rõ phân ràng. biệt bên Mỹ nó có một cái tệ gọi là phân biệt chủng tộc, phân biệt màu da đó, chứ mình phải thừa nhận đó là một cái thực tế chúng ta không thể giấu giếm được. Nhiều Vậy người thì nói cho nước thấy Mỹ điều nó có gì nhân nữa? quyền, Nam Phong thấy cho thấy điều nước gì Mỹ nữa nó không? Cho thấy một điều là tụi nó nói dối là đi qua bên này chửi tổng thống không sao, tự do chính kiến, tự do ngôn luận không sao, nhưng hành động của vị của cái vị cảnh sát viên này chỉ đi vào đó thể hiện ủng hộ ông Trump thôi, mà ngày nay trả một cái giá quá đắt cho cuộc đời, trong khi bao nhiêu năm cống hiến cho nước Mỹ. Thấy chưa? Đây là một bài học đắt giá và một lời cảnh tỉnh cho những người ở Việt Nam nghe lời những kẻ chống phá bên này nói là qua Mỹ được tự do ngôn luận, tự do chính kiến. Thì hãy nhìn vào cái ông cảnh sát viên Phạm Đình Tâm này. Đó, hãy nhìn vào đó xem thử là ông ta có tự do chính kiến, tự do ngôn luận hay không, hay là việc làm của ông ta sẽ bị quy vào tội rất là nặng của nước Mỹ và trong tương lai sẽ mất tất cả mọi thứ. Mất đúng tất cả ra mọi thứ. đúng rồi. Nếu mà tự do ngôn luận á, thì cái người mà ủng hộ ông Trump á, mà người Việt cái nha, người gốc Việt á, thì đương nhiên phải lên tiếng ủng hộ cái anh cảnh sát này, đúng không? Đúng rồi. Tự do ngôn luận tại sao ông lên tiếng ủng hộ, tại sao ông đặt câu hỏi liền
anh này anh chỉ đi tham gia như vậy thôi, rồi anh gọi là bất đồng gì đó anh đi, tại sao lại xử anh như vậy thì kia, phải lên tiếng đòi hỏi quyền lợi cho người ta. Cho đến ngày hôm Tự nay do ông chưa luận nghe tại động sao không thái ai lên nữa, tiếng? chưa nghe động thái nào mà để lấy Đúng lại rồi, cái lời công bằng cho người này đi biểu tình. đó Tại rõ sao ràng họ không đi biểu là tình do hoặc là ông luận đệ tại đơn sao lên? vậy, là cái ông nghị viên mà anh rêu đổ vậy đó, quỷ của thằng Mỹ trắng, nó là dân thôi, nó chửi một cách như vậy mà tại sao cái cộng đồng người Việt không lên tiếng? Tự do ngôn luận có đó, không lên tiếng, rõ ràng tự mình bả vô vô miệng mình thôi, đúng không? Đó, rồi trường hợp Tự do con lên nhắc tiếng lại, mình nhắc lại trường hợp con Quỳnh đi đó, con Quỳnh nó qua nó cũng là chửi ông Trump, rồi cuối con cùng nó cũng bị tẩy ấm gì chay, đó, con nắm đó tự do ngôn luận đó đó, tự do ngôn luận kiểu bao que mà. đó, cho Tụi nên nó là nếu an nhiên nói rồi, tụi nó chỉ mị dân thôi, tụi nó xạo nó láo để mà dẫn dắt người dân đi vào con đường phạm tội thôi. Các quý anh chị, các quý cô bác, anh cô chú anh chị, rồi các em thanh niên thế hệ trẻ, hãy nghe những lời chia sẻ của An Nhiên và Nam Phong, và hãy rút ra bài học cho cuộc đời mình, cho tương lai của mình, và hãy hãy ngẫm nghĩ lại những cái hành trình mà mình đã và đang làm đối với đất nước mình như thế nào, và nhìn lại ở nước Mỹ những cái trường hợp như vậy để mà chúng ta có những cái hành động tốt hơn đối với quê hương đất mẹ mình. Rồi nói chung là chắc bên đó cũng phi lắm rồi phải không? Thì Ok Nam Phong. mình trao đổi tới đây thì cũng cũng khá nhiều nội dung rồi. Thì trước khi xuống thì người bạn Việt kiều bên kia Thái Bình Dương nhiều sức khỏe. Nếu mà có điều kiện thì về thăm quê hương mà nhớ liên lạc nha. Tại mấy đợt Rồi, trước cảm về ơn là Nam không biết. Phong nhiều. Cảm Nhưng mà ơn Nam Phong rất về là lại nhiều. nếu mà về mà về xuống thành phố Hồ Chí Minh thì liên lạc về để mà biết nhau thôi. Nói chung là chuyện này chuyện thường không gì hết, chứ đừng nghĩ là Cảm lợi ơn dụng Nam này Phong kia, rất là không có nhiều. nhiều cái thằng nhiều Thì thằng nó dạy nó cứ nghĩ là này cái đó đó thì mình biết thì mình là người Việt Nam trong nước, mình rất trân trọng những người Việt kiều mà họ luôn hướng về đất, thật sự rất là trân trọng. An Nhiên rồi Bố Cầm rồi một số anh chị em, bởi vì họ chính họ là những người mà mang cái tiếng nói ở người Việt xa xứ về để cho người ở trong nước hiểu hiểu được cái cuộc sống, rồi cái những cái khó khăn, những cái thách thức khi phải qua nước ngoài, để cho những kẻ trong nước nó bớt ảo tưởng đi, nó luôn nghĩ là được qua Mỹ là nằm ngửa ăn sạch sướng. Cho nên mình là một người người trong nước thì bình thường thôi, mình cũng là một người dân thì mình thấy cái việc đó mình rất là trân trọng. Thì cũng cảm ơn An Nhiên là thoảng lên mở diễn đàn tham gia, nếu mà có điều kiện thì mình ra trao đổi đó, ngoài cái phản biện thì mình cũng biết nhau về sống này kia rồi cảm của ơn Nam trong Phong nước. nhiều, chúc Bây giờ Nam Phong và gia tạm biệt quyến các anh chị em bình luôn nha, an. Chúc rồi Nam cảm Phong ơn và gia mọi người, quyến chào bình mọi an người, nha. mạnh khỏe, Rồi, bốn phá trong nhà rồi hơn bốn phá. Rồi bye nha, ok, rồi chúc bye ngủ Nam ngon. Phong, cảm ơn Nam Phong, cảm ơn lời chia sẻ của Nam Phong. Bye Nam Phong.